Vừa là chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa thôi thì Capca đã được ra mắt chính thức. Hội đồng gian Steron chính thức được tụ họp đông đủ dành cho một số anh em có ý đồ muốn sưu tập đủ bộ ba nhân vật Capca, Sói Bạc và Blade. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là ba nhân vật này khi mà đi chung với nhau thực tế trong game lại không phải là một phương án hay cho lắm với bộ kỹ năng hoàn toàn khác biệt. Vậy rốt cuộc là Capca sẽ đi chung với nhân vật nào? Những điểm cần lưu ý quan trọng với nhân vật này là gì khi ngày ra mắt đã rất gần rồi? Đó sẽ là chủ đề chính của video ngày hôm nay. Điều đầu tiên mà chắc chắn có nhiều anh em quan tâm đó là nguyên liệu nâng bậc và vết tích thì mình sẽ để ngay ở trên màn hình. Các bạn có thể lưu lại và farm trước trong vòng một tuần tới. Nhìn chung về cảm quan thì Capca là một nhân vật tuyệt vời cho người chơi hệ waifu. Với những anh em chơi game để sưu tập nhân vật xinh đẹp, tạo hình cool ngầu thì Capca chắc chắn là banner mà các bạn không thể bỏ qua. Còn nếu mà để đặt lên bàn cân so sánh với các nhân vật khác cũng như là về mặt chỉ số thì Capca là một nhân vật không có quá nhiều đặc biệt. Với tốc độ cơ bản là 100, chỉ số tấn công cũng thuộc dạng tầm trung khi mà so sánh với các nhân vật khác. Với lượng điểm năng lượng cần để sử dụng thực kỹ là 120. Nhìn chung, Capca thì không có bất kỳ một điểm gì nổi bật về stat khi mà so sánh với các DPS truyền thống khác. Tuy nhiên khi nói về bộ kỹ năng thì lại khác. Capca có sự khác biệt rõ rệt so với đa phần các nhân vật hiện tại của game. Và do mình đã phân tích khá chi tiết về bộ cách và bộ kỹ năng của Capca hoạt động ở trong các video trước đây, cho nên mình sẽ không nhắc lại nữa. Nếu anh em chưa xem thì có thể xem lại, mình có để link ở phần mô tả. Video này mình chỉ phân tích thêm về những điểm mà ảnh hưởng đến các yếu tố ngoại vi xoay quanh Capca. Thứ nhất đó là về việc xây dựng chỉ số cho nhân vật này. Bộ kỹ năng của Capca có phần lớn lượng sát thương nằm ở trên kỹ và tuyệt kỹ khi mà kích nổ sát thương duy trì. Với lượng sát thương này không thể crit, do đó khi mà build đồ cho Capca, các bạn phải hạn chế tối đa việc có những stat phụ ở crit rate và crit dam. Nhân vật này phải được tập trung hoàn toàn vào tấn công, tốc độ, chính diện ứng và tấn công kích phá là đủ. Với việc là bộ kỹ năng của Capca đã có sẵn tỷ lệ là 130% tỷ lệ cơ bản để đạt sốc điện với tuyệt kỹ và thiên phú và bí kỹ. Trong khi đó thì thiên phú có tới tổng cộng 6 hit để đạt sốc điện. Các bạn gần như chắc chắn sẽ đạt được sốc điện bất kể là có build chính xác ứng hay không. Nhưng với tuyệt kỹ thì nó chỉ có một hit duy nhất trước khi kích đổ các hiệu ứng sát thương duy trì. Do đó với Capca thì anh em vẫn nên có tổng cộng lượng chính xác ứng sẽ vào khoảng 100 chia cho 1 trừ 0.4 chia cho 1.3 tất cả trừ đi 1 bằng khoảng 28%. Do Capca đã có 18% chính xác ứng đến từ bộ vết tích rồi, vậy nên là trong thực tế chiến đấu các bạn chỉ cần build thêm khoảng 10% từ đồ đạc là đủ. Hãy cố gắng hạn chế tối đa vào việc là có chỉ số phụ là chính xác ứng, thậm chí là không build cũng được. 18% từ vết tích là gần như đủ để cho anh em có thể sử dụng trong thực tế chiến đấu mà không lộ ra quá nhiều điểm khác biệt. Vậy nên với Capca, đây sẽ là nhân vật đầu tiên mà mình đặc biệt recommend là các bạn dồn được càng nhiều càng tốt vào phần trăm attack cũng như là speed, một lượng nhỏ tấn công kích phá và một ít hoặc là không vào chính xác ứng là đẹp. Dĩ nhiên là các chỉ số phụ ví dụ như là HP, khéo ứng hay là đép giúp cho nhân vật bớt mỏng manh hơn thì càng tốt, còn không có thì cũng chả sao. Vì bảo kê thì các bạn hãy để cho healer lo. Bộ di vật tốt nhất mà anh em nên sử dụng đó là bộ ban nhạc với hiệu ứng sát thương lôi cũng như là tăng tấn công khi mà sử dụng trên kỹ là quá hợp lý với Capca. Bộ phụ kiện gung ba chạm vốn không gian sẽ là ok nhất khi mà Capca đã không còn cần chính xác ứng và tấn công kích phá như xưa. Việc build thêm không giúp ích quá nhiều nên anh em cứ tập trung vào chỉ số tấn công sao cho cao nhất là được. Với áo tấn công, dây tấn công, cầu nguyên tố kèm thêm giày speed, chắc chắn là gameplay của Capca sẽ không làm anh em thất vọng với lối chơi cực nhanh và mạnh mà không kém gì DPS truyền thống. Điểm thứ hai mà chắc chắn là nhiều anh em vẫn đang phân vân đó là việc bộ kỹ năng kích đổ sát thương duy trì như vậy thì nên lựa chọn nhân vật nào là hợp lý nhất để đi cùng với cả Capca. Do bản chất của Capca là một nhân vật cần liên tục sử dụng chiến kỹ để kích nổ sốc điện của chính bản thân, cũng như là việc sốc điện ở Capca đã khá mạnh rồi, lên tới 290% attack của Capca ở cấp độ 10. Kèm thêm việc là Capca là một nhân vật có chỉ số mục tiêu ở giai đoạn late game là khá cao ở speed, với mức speed trung bình từ 140 đến 160. Kèm thêm việc là khi mà chiến đấu có nó đánh sang chấn thì Capca còn tiêu hao chiến kỹ nhiều hơn so với cả mức bình thường. Ví dụ đơn giản, nếu so sánh với một nhân vật có speed 100 thì với Capca có speed là 150, cứ mỗi hai hiệp cơ bản thì Capca giai đoạn late game sẽ tiêu hao hơn một điểm chiến kỹ so với cả nhân vật bình thường để tối đa DPS bằng việc là sử dụng chiến kỹ liên tục. Do đó, nếu đã chơi Capca và hướng về giai đoạn late game, mình đặc biệt khuyên anh em là chỉ nên chơi kèm một nhân vật DOT, đó là Luka hoặc Sampu mà thôi. Một trong hai là được. Khi mà slot còn lại, các bạn nên kẹp tinh run cùng Capca để bù lại điểm chiến kỹ cho cả đội. Có thể là anh em đã xem rất nhiều team showcase nào là Capca, Luka, Sampu cộng healer, nào là Capca, Silvergoop, Blade cộng healer, team sợ săn các thứ. Mình nghĩ là những gai kiểu đó thực sự là không thực tế. Rõ ràng Capca đặc biệt khi mà sở hữu chấn là một nhân vật cực kỳ hao chiến kỹ để có thể duy trì DPS mục tiêu. Mới nên sự kết hợp tốt và ổn định nhất sẽ là tinh run với nón điểm hẹn hành tinh, vừa giúp tăng thêm sát thương sốc điện Capca lên, vừa để bổ sung thêm sát thương bằng chiến kỹ và tuyệt kỹ. Với sự có mặt của tinh run thì Capca sẽ không phải lo về việc là thiếu thốn năng lượng để sử dụng tuyệt kỹ, cũng như là luôn luôn có đủ điểm chiến kỹ để sử dụng. Về việc lựa chọn nhân vật tiêu ti đi kèm thì mình khuyến khích anh em nên lựa chọn nhân vật có cấp tinh hồn cao hơn giữa Sampu và Luka.
Giữa hai nhân vật này đều có ưu nhược điểm riêng cũng như là có sự khác biệt về hệ, cho nên đôi khi lựa chọn Sapu hay Luka đôi khi còn phụ thuộc vào đồ đạc mà anh em có cũng như là hệ của quái. Do đó thì mình sẽ không khuyên các bạn là chỉ nhất lựa chọn một nhân vật. Anh em nên xem xét kỹ tài khoản của mình thì Luka hay Sapu sẽ mạnh hơn để sử dụng sao cho hợp lý. Tiếp theo về tinh hồn thì do Kapka là nhân vật được rất nhiều anh em chờ đợi và thậm chí là còn sẵn sàng để bỏ hầu bao ra để quay một cấp tinh hồn cao. Do đó với nhân vật này mình khuyến nghị các bạn nếu đã đầu tư thì nên có ít nhất đến cấp tinh hồn 2. Tinh hồn 1 và 2 đều cực kỳ giá trị khi mà nâng sát thương của Kapka lên rất nhiều cũng như là toàn bộ defect của đội hình DOT. Nhưng từ cấp tinh hồn 3 trở đi thì nó không còn quá giá trị như vậy. Cho nên nếu nói về mặt kinh tế nhất thì anh em cứ lấy tinh hồn 2, sau đó bắt đầu quay sang chiến là đẹp. Kéo Novetic thì thứ tự ưu tiên khi nâng thì các bạn hãy nâng mắc tuyệt kỹ và chiến kỹ ngay khi có thể, kèm thêm các Novetic phụ. Đánh thường không nâng cũng chả sao. Còn thiên phú thì chỉ có tác dụng đạt hiệu sức điện giống như là tuyệt kỹ, cho nên chỉ cần là tuyệt kỹ mắc thì skill này cũng đã mạnh sẵn rồi. Nếu nâng thêm thì các bạn chỉ bắn súng khỏe hơn một chút mà thôi, không ảnh hưởng gì đến sốc điện. Cho nên mình nghĩ nếu anh em dư giả về nguyên liệu thì nâng, còn không nâng cũng chả sao cho tiết kiệm vì nó không ảnh hưởng nhiều đến DPS đầu ra. Vừa nói ánh sáng thì như các bạn đã biết, chúng ta sẽ có một nón hư vô 5 sao của cửa hàng ETA được ra mắt ở phiên bản 1.3, tức là sau khi Kapka ra mắt được 3 tuần. Hiện tại thì ngoài việc biết nón này tăng tấn công kích phá kèm khả năng hồi năng lượng liên tục khi mà tiêu diệt kẻ địch cũng như là hiệu ứng tăng sát thương duy trì sau khi sử dụng tuyệt kỹ, nếu theo cảm quan cá nhân của mình thì mình thấy đây không phải là một nón hợp với Kapka khi mà về bản chất gameplay của Honkai Star Rail thiên về đánh boss ở trong hối ức hỗn độn. Việc lê quá nhỏ chỉ diễn ra khi mà anh em đi các phó bản bình thường cũng như là các stage đầu của vũ trụ mô phỏng, vậy nên việc hồi năng lượng sau khi tiêu diệt kẻ địch là không hề hữu dụng do các bạn có tiêu diệt quá mấy đâu, kể cả khi tít boss thì cũng hết bàn rồi thì hồi năng lượng để làm gì. Vậy nên ít nhất với Kapka mình nghĩ đây không phải là một nón ánh sáng khả dụng. Anh em có thể bỏ qua nón này và tập trung vào chấn cũng như là một số nón ánh sáng 4 sao khác. Về chấn thì quá hoàn hảo rồi, với bộ chỉ số phù hợp cực tốt với bộ kỹ năng của Kapka, cho nên đây sẽ là lựa chọn hợp lý nhất dành cho các bạn. Trường hợp là không có chấn thì ưu tiên hàng đầu sẽ là chúc ngủ ngon, với hiệu ứng tăng sát thương gây ra lên kẻ địch có hiệu ứng xấu. Với đặc điểm của đội hình sát thương duy trì luôn có debuff đi kèm, việc tận dụng tối đa hiệu quả của nón này là khá dễ dàng. Ưu tiên tiếp theo sẽ là ký hiệu kéo dài với lợi thế có thể tích tầng tư luyện 5 ở cửa hàng sảnh đường. Hai ưu tiên sau cùng sẽ là chấn cổ gheo hoặc là tầm mắt con mồi. Dĩ nhiên là chấn cổ gheo thì cũng có lợi thế về stat gốc cũng như là hiệu ứng mạnh hơn một chút, cho nên nếu không có cả bốn nó trên thì các bạn hãy tính tới tầm mắt con mồi để sử dụng. Về đội hình đi kèm thì như đã phân tích ở trên, team khuyến nghị với Kapka của mình là Kapka cộng tinh run kẹp với một trong hai nhân vật Luka và Sampu, kèm thêm một healer bất kỳ. Đây sẽ là đội hình hợp lý nhất với việc là xoay quanh Kapka làm DPS chính trong team, với mục đích chính yếu là giúp cho Kapka có thể sử dụng chiến kỹ liên tục giúp duy trì DPS. Luka và Sampu chỉ sử dụng chiến kỹ khi cần thiết mà thôi. Trong trường hợp không thích tinh run thì anh em có thể đổi sang Asta nếu có cấp tinh hồn cao. Đây cũng là một nhân vật tuyệt vời trong khả năng bắp tấn công cũng như là việc đẩy tốc độ của cả đội lên một tầm cao mới với tuyệt kỹ. Với khả năng bắp tấn công cho cả đội rất tốt kèm việc là tự thiêu đốt kẻ địch bằng các đòn đánh thường, Asta là một sự lựa chọn khả thi nếu anh em đã sử dụng tinh run ở một đội hình khác. Ngoài ra thì có một đội hình mà mình nghĩ là hơi kén người sử dụng, dù thật sự là nó cũng có tác dụng nhất định với một đội hình mono điện, với sự có mặt của Kapka, Bailu, Sói Bạc và Servo. Nếu chơi đội hình này thì anh em có khả năng kích phá rất tốt và tạo hướng DOT Break để sử dụng khi mà chơi kèm Kapka. Tuy nhiên, nếu quyết định chơi như vậy thì Servo phải build hoàn toàn tấn công kích phá, cũng như là sự có mặt chỉ để kéo dài sốc điện DOT Break giúp cho Kapka có thể duy trì DPS ổn định lâu hơn so với cả bình thường. Đây cũng là một đội hình khá hay dành cho anh em có sở hữu cả Bailu và Sói Bạc, và mình cũng dự định thử nghiệm đội hình này để làm video so sánh với đội hình thông thường của Kapka xem cái nào ok hơn. Tuy nhiên thì chúng ta phải chờ Kapka ra mắt đã nhé. Tổng kết lại thì Kapka là một nhân vật tuyệt vời để sở hữu khi mà Kapka sẽ mở rộng thêm khá khả năng sử dụng các món đồ có thể mà rất nhiều anh em đang tích trữ trong kho mà không có đất dụng võ. Với lối chơi mới lạ xoay quanh sát thương duy trì, Kapka tương đối giống với cả Sói Bạc khi mà có một mechanic độc đáo mà không có bất kỳ nhân vật nào hiện tại có được, với khả năng kết hợp tương đối ổn với dàn nhân vật hiện tại, ví dụ như là Sampu, Servo, Sói Bạc, Asta. Kapka dự kiến sẽ còn mạnh hơn trong tương lai khi mà chúng ta còn nhận được thêm rất nhiều nhân vật xoay quanh sát thương duy trì hơn nữa. Tuy nhiên hãy nhớ rằng là Kapka sẽ không sử dụng tốt các chỉ số ví dụ như là crit rate và crit damage, mà lối build đồ hoàn toàn bỏ qua hai chỉ số này sẽ là hợp lý hơn cả. Kể từ việc là lối chơi phụ thuộc vào việc setup các hiệu ứng lên người địch, cho nên sẽ khó lòng bật auto như thông thường. Đó sẽ là những điểm cần lưu ý nếu anh em muốn quay nhân vật này. Giờ đến video đã dài rồi, rất cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình một like và một share. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Why you're here? All for that? Well, not what you were expecting.